Xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp con TR5. Phải nói là cái dòng máy ngon, bổ rẻ, lành bền đẹp. TR5 hay TR6, TR7 thì cũng đều giống hệt nhau về tất cả mọi tính năng kích thước, chỉ khác nhau 1 đến 2 năm sản xuất thôi ạ. À, địa chỉ số điện thoại kênh YouTube của em đây các bác nhé. TR5, tất cả 3.000 bảng, giao diện các tính năng cũng đều rửa nước nóng 80 độ C, rửa mạnh, rửa nhẹ, nhanh chậm, rồi là sấy 30 phút thì eco các thứ, hẹn giờ, đèn báo chương trình rửa, nói chung là loanh quanh giống nhau hết. Kích thước bên ngoài hệt nhau, dùng chung đồ. Con này khá đẹp, mặt mũi đã làm sáng đẹp rồi. Lưng tôn thành vách ok, mã số 5. TR5 đời 2011. Series 1217. Con này em bán là 3.2 triệu nhé, bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Máy Nhật sử dụng điện 100V các bác lưu ý nhé, phải có biến áp rồi ạ. Xếp 12 các bác con, 6 cái cốc, 6 đến 8 cái đĩa, đũa thì bát lô tô, khay để bột rửa, khay rác, tay phun, máy xo đốt. Chung là chả có gì quảng cáo nhiều ạ, thoải mái rồi. Các bác nào có nhu cầu chốt con này các bác lôi nhé. Chào.